Tiếp theo là cái combo số số 78 nha quý vị. Cái combo này có 6 cây sâm hương, 500 bao của ship toàn quốc. Anh chị em nào mua vui lòng chuyển khoản trước 100k không quý vị. Còn lại shipper thu hộ nha, những cái chậu này đi mà đóng gói kỹ nha, nứt nẻ bể không có đền nha quý vị. Combo tôi bán dùm cho ông bạn nha. Những cái combo này là cuối cùng luôn rồi đó. Sau này quý vị không có còn mua được cái kênh của tôi những cái cây như vậy nữa nha quý vị. Tôi chỉ bán cây sâm hương là cái tông của tôi vậy thôi nè. Không có bán dùm ông nào nữa hết, mà cũng không có đi mua hàng gì nhiều nữa hết nha quý vị. Gắt kiếm giang hồ rồi. Rồi đây cây số 1 ha. Nè, bán dùm không còn phải đóng gói dùm nữa nha quý vị. Một cây nè. Đây cây số 2 nè. Đây cây số 3 này, nó bám vô đây là chỉ cần 2-3 tháng vậy thôi nha quý vị. Cái này gọi là dán vô đá thôi chứ không có gì hết trơn nha. Nó không có cái quá trình lâu dài gì hết trơn nha quý vị. Số 3 nè. Cây số 4 cái nào phải nói cho nó rõ ha quý vị ha. Đó. Cái này cây số 5. Cái này cây số 6, chẳng qua là cũng là văn nghệ đem về chơi vui thôi. Người ta có cái công người ta làm ra vậy, mình đem về mình chơi liền thôi. Chứ nó không có gì trơn. Chứ mấy anh vẫn về, vẫn có dâm cành, vẫn có làm gan cây gì chơi được. Nhưng mà quá trình này mất thời gian, không có thời gian để làm. Còn mấy vị này ta có thời gian ta làm, giờ về mình chơi liền. Thì cái gì nó cũng có cái giá. Nếu muốn đẹp thì nó phải giá cao nha quý vị. Còn này cái dòng bình dân, văn nghệ, về cái có chơi liền không quý vị ha. Rồi xuống luôn. 6 cây 500. Xuống nhau quý vị.